chào quý bà con nông dân và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên cái hệ thống tưới tự động cho quý bà con mình và các bạn xem. Thì hiện tại mình đang làm ở bên đây gọi là của Trường Xuân của Đồng Tháp. Bên đây là khu vực này là cũng khá là xa. Đây là vườn này là mình đang lắp toàn bộ là hệ thống ống cứng hết, chỉ có bắt con về dây bể đi ra ngoài thôi. Tổng chiều dài của vườn này là hiện tại là 270 mét. Đây là tôi ngay chỗ em đứng là ở cuối clip luôn. Đây là cuối clip, đây là những cái bát cuối nguồn. Thì vườn này là đang có 4 clip, em chia ra làm 2, là mỗi lần chạy là 2 clip. Là mỗi một góc chanh gì nè là sẽ có một cái bát, một bát tại góc. Thì ở đây là đang sử dụng dòng là MK99 120 lít trên tiếng đồng hồ. Đường ống là em đang chạy xuôi theo clip hết là ống 60 phân nửa, còn phân nửa là ống 90. Đường ống cái là 114, nó chỉ có nằm ở đầu ngang thôi, nằm đầu ngang là tầm khoảng 40 mét. Đây là chỗ nhìn chỉ nè, đây quanh đây là khoảng 40 mét thôi. Cây hút là 140, sử dụng cái máy bơm 4HP. Mọi người thấy cái bơm là đặt trên của cái nhà đó, là từ chỗ em đứng đây lên tới đó là 270 mét. Thì những cái bát này là những cái bát cuối nguồn nè, xây nè, xây rất là đều luôn. Tổng hết hiện tại vườn này là đang chạy là 520 bát, chia làm 2. Đây là mọi người cho mọi người thấy là nước xả đều hết nè. Đây cái này đó, cái này là cái cuối nguồn luôn nè, đó, nước gì đó. Thì cái bát này nè, tứ thì tầm khoảng chắc cỡ 15 phút, 15 đến 20 phút. Đây là chanh này mới xuống ngày hôm nay luôn nè. Đây em đang chạy nghiệm thu với khách rồi là mới xuống chanh luôn, mới xuống giống luôn. Vườn vuông nhất luôn, rất là đẹp. Đây là từ ruộng mới lên. Đây, xung quanh đây là ruộng không nè. Ở khu vực này là nó bị phèn cũng nặng nha. Khách làm lúa chén chuyển sang trồng chanh. Đây chanh là chanh tứ quý. Thì đường ống 60 cho tới cuối nè. Đây em gắn cái van cuối này để nữa giờ để dành chạy xả cho khách nha. Còn đây là ống 27 lên nè. Đúng rồi, thực ra là cái hệ thống này là lúc đầu là khách muốn đi lên là 27 luôn, nhưng mà ống 27 không đi vô tới góc được. Rồi tụi em mới kéo thêm một cọng dây bẫy liên việt ra ngoài góc để cho khách di chuyển tới lui cho dễ. Còn ống 27 mình cũng di chuyển được, cũng nằm chết chỗ à. Toàn bộ gì là nó sẽ âm hết toàn bộ luôn. Ở đây thì tụi em bắt ron ra, khoan ron là một khoan 8 ly. Đầu nói 7 ly để kéo nước ra. Thì ở đây là cái bát này là cái bát cuối nguồn là 270 mét. Bên kia cũng vậy, bên kia nó có vần nha nè. Điều á, chắc là điều nha. Bên kia cũng có gắn quanh cuối nguồn để chạy xả. Thì thời gian tầm khoảng 5 là nửa năm gì đó thì mình chạy xả những cái đường ống đi, ba cái cặn này kia rồi nó chạy ra ngoài thôi. Cái dòng bát này mình có thể tích hợp chung với cái việc mà trong phân, tại vì mỗi góc bát hết rồi, mình tích hợp cái việc trong phân rất là lợi nha, rất là tiết kiệm được thời gian của mình. Hết những vườn này là 500 mấy chục gốc mà đi tưới phân mà tới tay từng gốc thì đuối á. Với thêm cái nữa là cái bát này của tụi em nè, thì nó rớt xuống như nó thấp nhiều chứ nó không phải nó bị trôi phân rải của mình nha. Phân rải cũng rất là ok luôn. Nãy không, nãy giờ nó ướt đều cho nãy không mà nó không có bị động nước lại. Tại vì do cái hạt này là hạt xương á, nó không có bị động lại. Nó cũng không có làm hồ mặt của đất của mình. Nên thành ra là cái việc mà phân rải á, rất là ok. Chứ chồng em bên cái bầu này thôi nha. Đây em đang chạy khu với khách. Mình em đây là biến cái đầu hút lên là 140 luôn. Chút xíu nữa vô em quay cái bộ trung tâm cho bà con mình xem ha. Rồi, dạ kính chào quý bà con mình. Quý bà con mình có cần mà tư vấn hay là lắp đặt hệ thống tưới hay hệ thống xịt thuốc gì đó thì cứ liên hệ số điện thoại trên trang cá nhân của em sẽ tư vấn mình miễn phí ha.